Đi làm, có quá nhiều thứ để bàn luận mỗi khi chúng ta nói về chủ đề này. Từ cách viết CV như thế nào để nhà tuyển dụng quẹt phải, làm thế nào để được cải lương, hay làm sao để hoàn thành tốt công việc được giao. Cho dù bạn là một sinh viên chuẩn bị ra trường đi thực tập, hay mới chỉ đang là học sinh cấp 3 đang chuẩn bị viết nguyện vọng, hay đơn giản là một người đang tìm kiếm những lời khuyên vỡ lòng về việc đi làm, thì video này là dành cho bạn. Trong video này, chúng ta sẽ giải đáp những câu hỏi chính như làm thế nào để xác định được công việc bạn mong ước, các quy trình tuyển dụng sẽ trông như thế nào, nên học tập văn hóa ứng xử doanh nghiệp ra sao. Hãy cùng tìm hiểu với tác giả Nguyễn Thị Phượng, được đăng trong danh sách hướng nghiệp của Spyroom mang tên Người trong môn nghề ngay thôi nào. Điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp Người trong môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới, cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022, trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn, khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. 1. Để xác định được công việc mơ ước. Câu hỏi mà tôi nghĩ các bạn trẻ nên tự đặt ra cho mình là tại sao phải để nhà tuyển dụng quyết định mình có phù hợp với công việc hay không? Có quá muộn khi đặt cả quá trình quyết định cơ hội nghề nghiệp của mình vào duy nhất một thời điểm như thế? Tại sao mình không khám phá xem mình thực sự hợp với nghề gì trước khi ra trường để chuẩn bị tốt hơn? Qua kinh nghiệm của bản thân, tôi đã tự rút ra 3 yếu tố giúp bạn định hướng được công việc phù hợp cho bản thân mình. 1. Một người định hướng và dẫn dắt. Đầu tiên là tìm được một người có khả năng định hướng và dẫn dắt mình. Sẽ rất lý tưởng nếu ngay từ khi còn là sinh viên, bạn đã có một người định hướng, dẫn dắt vào nghề. Họ có thể đã nhìn thấy khả năng của bạn, hiểu bạn thích gì, biết được tính cách của bạn phù hợp với công việc gì. Người dẫn dắt có thể chính là thầy cô, anh chị khóa trên hay người quen ở các công ty. Nếu bạn muốn theo ngành phần mềm thì nên có một đàn anh vững tay để hướng dẫn hoặc chỉ cho các tài liệu mà tự học. Nếu bạn muốn theo đuổi ngành marketing thì việc có một người quen trong phòng marketing của công ty lớn hoặc đang làm trong các agency là một lợi thế lớn. Mỗi chặng trên hành trình sự nghiệp sau này, bạn có thể sẽ cần một người dẫn đường khác nhau tùy thuộc vào năng lực và mức độ tiến xa của bạn. Khi còn đang ở độ tuổi bấp bênh và thiếu chắc chắn về định hướng tương lai, một người hướng dẫn sẽ giúp bạn cảm thấy bớt chênh vênh hơn nhờ việc học lại những vấp ngã thời trẻ của họ. Nhưng đáng tiếc là không phải bạn sinh viên nào cũng có một người dẫn dắt như thế. Vậy nên, những yếu tố tiếp theo sẽ giúp bạn gia tăng cơ hội tìm ra công việc mơ ước của bản thân mình. 2. Tính cách cá nhân của bạn. Thứ hai, đấy là phần nào hiểu rõ được tính cách của bản thân. Tôi luôn tin rằng việc xác định rõ đặc điểm cá nhân là yếu tố then chốt để quyết định công việc phù hợp. Vậy làm sao để biết tính cách mình phù hợp với lĩnh vực và công việc nào? Đã có nhiều nhà khoa học và học giả đã thực hiện các công trình nghiên cứu về vấn đề này, trong đó có thể kể đến Myers-Briggs và bộ trắc nghiệm tính cách MBTI, một trong những công cụ tham khảo để bạn có được một định hướng tốt hơn cho việc quyết định công việc của mình. Ngoài bộ trắc nghiệm này, cuốn sách Career Match đã được dịch sang tiếng Việt dưới cái tên Nghề nào cho bạn, nghề nào cho tôi của tác giả Soye Zichi là cuốn sách đáng đọc về sự phù hợp giữa tính cách với công việc. Thực tế, tôi biết rằng việc dán nhãn này không hoàn toàn hợp lý và phổ quát với tất cả mọi người ở mọi thời điểm. Vậy nên, những gợi ý trong sách hay bất kỳ bài kiểm tra tính cách nào cũng chỉ mang tính tham khảo, còn quan trọng hơn là bạn phải tự mình trải nghiệm. Một số khía cạnh trong tính cách của bạn có thể thay đổi theo thời gian, qua những kinh nghiệm và hiểu biết mà thực tế bạn trải qua và lĩnh hội được. Vì vậy, bạn hãy giữ cho mình một thói quen suy ngẫm và đặt câu hỏi, cũng như không ngừng định vị chính mình trên cuộc hành trình hoàn thiện phẩm chất. Và nếu bạn chỉ làm một công việc chưa đến 3 tháng mà đã thấy chán ngắt, thì cũng đừng vội vàng bỏ cuộc. Thông thường, khoảng thời gian trải nghiệm ít nhất phải là từ 6 tháng tới 1 năm mới đủ để chính bản thân bạn khám phá tính cách của mình có phù hợp với công việc hay không. Vì trong vòng 3 tháng đầu, bạn chưa thể được làm hết mọi khía cạnh của công việc. Đôi khi, mới chỉ là những nhiệm vụ ở mức độ hết sức cơ bản, nên bạn chưa thực sự có cơ hội thể hiện hết tính cách con người mình. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng sẽ không có đủ thử thách hay mâu thuẫn xảy ra để bạn chiêm nghiệm sự đúng, sai. 3. Sự yêu thích và niềm vui khi làm việc. Và yếu tố thứ 3 giúp bạn tìm được một công việc như ý, đấy là sự yêu thích và niềm vui khi làm việc. Sự yêu thích cũng là một yếu tố quan trọng trong công việc, bởi vì chỉ có yêu thích mới giúp bạn có thêm động lực, cảm thấy không mệt mỏi mỗi khi đi làm. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu bạn mỗi ngày đi làm khoảng 8 giờ đồng hồ cực lực, đối diện với các áp lực từ chỉ tiêu, sếp, đồng nghiệp, lại còn phải làm một công việc chán ngắt mà mình không yêu thích nữa, thì làm sao có thể trụ lại lâu được. Thế nhưng,
Tại sao tôi lại đặt sự yêu thích xuống sau, kém quan trọng hơn sự phù hợp về tính cách? Đôi khi công việc yêu thích chưa chắc đã có ngay lập tức cho bạn để lựa chọn, vì chính bản thân bạn chưa đủ kỹ năng hay điều kiện để làm công việc yêu thích đó. Trong khi bạn cần có một công việc để duy trì cuộc sống, thay vì dựa dẫm vào gia đình và cha mẹ. Hơn nữa, sự yêu thích của tuổi trẻ đôi khi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi các trào lưu, bạn bè và cảm giác bồng bột muốn trải nghiệm, chứ chưa chắc bản thân đã thực sự thích công việc đó. Tôi đã từng dẫn dắt hai bạn nhân viên, một người là lập trình viên có tư duy logic và lập kế hoạch rất tốt, nhưng sau vài năm đi làm lại mong muốn chuyển sang nghề lĩnh vực sáng tạo là thiết kế đồ họa. Người còn lại là một nữ sinh viên mới ra trường, được tôi định hướng cho làm ở vị trí nhân sự và tuyển dụng, nhưng mới sau vài tháng đã muốn chuyển sang làm marketing. Bất chấp lời tư vấn của tôi, cả hai đều nghỉ việc để theo đuổi sự nghiệp mà họ nghĩ là mình yêu thích. Nhưng anh chàng lập trình viên kia quay trở lại chỉ sau một tháng vì không gánh nổi chi phí sinh hoạt. Còn bạn sinh viên kia sau vài năm gặp lại vẫn chỉ là nhân viên viết nội dung bình thường. Cả hai đều nói rằng những lời khuyên của tôi về việc phân tích tính cách, thế mạnh là hoàn toàn đúng và sự lựa chọn đi theo cái thích ấy của họ là thiếu chín chắn. Tóm lại, để chuẩn bị cho một lộ trình nghề nghiệp tương lai thì bạn nên dành khoảng thời gian sinh viên để trải nghiệm và tìm hiểu về những đặc điểm của bản thân mình. Với rất nhiều người, việc xác định bản thân không thích gì sẽ dễ dàng hơn tìm ra thứ mình thích. Bạn cũng có thể bắt đầu như vậy, từ đó xác định được một con đường phù hợp. Đến đây, xác định được công việc phù hợp với mình thôi chưa đủ, chúng ta cần phải được nhận vào công việc đó nữa. Vậy thì, cần lưu ý những gì về nhà tuyển dụng và quy trình tuyển dụng? 2. Nhà tuyển dụng và quy trình tuyển dụng. Từ lúc bắt đầu sự nghiệp cho đến khi đã là một trưởng phòng nhân sự, tôi vẫn thấy mong muốn của nhà tuyển dụng không thay đổi nhiều trong suốt 10 năm qua. Và để bước chân vào cánh cửa của bất kỳ công ty nào, bạn sẽ phải chuẩn bị thật tốt qua 3 vòng thi cơ bản. Đó là vòng nộp CV, phỏng vấn trực tiếp và cuối cùng là thử việc. Thứ đầu tiên mà bạn cần có là một bản CV trung thực, rõ ràng, phong cách, tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Như thế nào được coi là một bản CV ấn tượng với nhà tuyển dụng? Trước hết, đó phải là một bản CV rõ ràng, mạch lạc và nên gói gọn trong tối đa 2 trang. Với các bạn sinh viên mới ra trường, 3 mục thông tin quan trọng gồm chuyên môn, kỹ năng, thế mạnh thường được nhà tuyển dụng để ý đầu tiên. Sau đó là một vài hoạt động và công việc bán thời gian nếu có. Với thông tin quan trọng, hãy để con số chính xác thay vì nói chung chung. Ví dụ khi bạn nói đến kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, thay vì viết là thành thạo, thuần thục thì hãy viết tốc độ bao nhiêu từ một phút. Thay vì khả năng sử dụng tốt tiếng Anh thì hãy nên viết cụ thể điểm thi IELTS, TOEFL, TOEIC bao nhiêu. Hãy tạo ấn tượng trong vài giây đầu vì nhà tuyển dụng sẽ không có nhiều thời gian để lọc CV. Với các vị trí cần sự sáng tạo như thiết kế, marketing, sự kiện thì việc có một bản CV mang phong cách riêng cũng được khuyến khích. Sau khi đã vượt qua vòng đầu tiên, bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tiếp căng thẳng hơn rất nhiều bởi vì nhà tuyển dụng sẽ soi cả về tác phong lẫn kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Về phần tác phong, bạn nên chọn ngoại hình phù hợp, tạo ấn tượng tốt. Điều cấm kỵ là bạn không được đến muộn trong buổi phỏng vấn. Tôi nghĩ rằng bạn nên đến sớm ít nhất khoảng 10 phút để chỉnh trang phục, ngoại hình hay đơn giản chỉ là để nhìn tác phong của một vài nhân viên công ty. Bạn nên tắt điện thoại trong lúc phỏng vấn và tuyệt đối không cợt nhã, thiếu nghiêm túc với người phỏng vấn bạn. Việc ăn vận, trang điểm, ngoại hình thì tùy vào vị trí mà bạn nên cân nhắc cho phù hợp. Không nên quá kịch cỡm, rơm ra cũng không cần quá cứng nhắc để làm cho bạn khó chịu và mất tự tin. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, câu này hoàn toàn đúng trong tuyển dụng. Hãy dành thời gian nghiên cứu về công ty bạn sắp phỏng vấn và sản phẩm, dịch vụ của họ, những phương pháp phỏng vấn nhà tuyển dụng hay sử dụng, những câu hỏi nhà tuyển dụng hay dùng để hỏi bạn như câu hỏi xử lý tình huống để biết khả năng tư duy của bạn, câu hỏi đuổi, dồn dập để biết sự trung thực của bạn, câu hỏi mở để nhận diện sự sáng tạo và quan điểm của bạn, câu hỏi về thế mạnh, điểm yếu của bạn là gì để phân tích sâu tính cách của bạn có phù hợp với công việc hay không. Cho đến giờ, khi đã có cơ hội là nhà tuyển dụng, phỏng vấn hàng nghìn hồ sơ, tôi nhận thấy bất kỳ bạn ứng viên nào có sự chuẩn bị thực sự nghiêm túc, kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn, hiểu rõ vị trí họ ứng tuyển, thậm chí là người phỏng vấn, thì đều nắm phần trăm rất lớn là thành công. Sau vòng phỏng vấn tưởng chừng như rất cân não và căng thẳng, nhưng tương đối ngắn ngủi, bạn sẽ bước chân vào công ty với giai đoạn thử việc dài hơi hơn, thường từ 2 tới 3 tháng. Đây sẽ là lúc bạn đánh giá được mình có thực sự phù hợp với văn hóa của công ty và có phát triển được sự nghiệp lâu dài tại môi trường này hay không. Với những công ty trẻ trung, năng động như Sparum, thì yếu tố văn hóa đôi khi còn là yếu tố quan trọng bậc nhất. 3.
văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp. Theo tôi, hai yếu tố mà công ty nào cũng cần ở một nhân viên đó là năng lực phát triển nghề nghiệp của bản thân và những đóng góp mà người đó mang lại cho tổ chức. Các yếu tố đó có thể được biểu hiện qua thái độ và cách ứng xử của nhân viên trong công ty. Đầu tiên là thái độ cầu tiến, sự chủ động trong công việc và mong muốn gắn bó với công ty lâu dài để hoàn thiện mình. Tôi có một bạn nhân viên khi mới vào công ty gần như một tờ giấy trắng về nghiệp vụ nhân sự nhưng lại rất cầu tiến, chăm chỉ. Chính vì lẽ đó, tôi có một thiện cảm tốt và rất tin tưởng bạn và đã dành thời gian để dẫn dắt cho bạn ấy khá nhiều từ những việc nhỏ và tỉ mỉ nhất. Cho tới giờ, sau vài năm làm việc cùng tôi, bạn ấy cũng trưởng thành và gây dựng cho mình một hình ảnh mới hoàn toàn khác biệt ở một vị trí quan trọng hơn. Với các bạn sinh viên mới ra trường, khả năng học hỏi cái mới là yếu tố được công ty đánh giá cao nhất. Cho dù bạn vào những công ty chuyên nghiệp và đủ nhân lực, có người kèm cặp và hướng dẫn, hay một công ty không có đủ nhân lực hay thời gian để theo sát bạn hàng ngày, thì khả năng tự học sẽ là một điểm cộng lớn giúp cả bạn và nhà tuyển dụng tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và tài chính. Trong khi phỏng vấn, nhiều nhà tuyển dụng muốn biết khả năng này của bạn thông qua một vài câu hỏi như: bạn học cái đó như thế nào? Bạn thực hiện việc đó ra sao? So sánh với tốc độ của những ứng viên khác thì như thế nào? Bạn yên tâm là nhà tuyển dụng có nhiều cách để biết bạn nói thật hay nói dối, vì họ sẽ dồn dập sử dụng câu hỏi đuổi liên tục. Nếu bạn không thực sự trung thực, họ sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Tiếp theo, một nhân viên mới nên biết hạn chế sự ảo tưởng. Những công việc dù lớn nhỏ khác nhau đều dạy cho mình một điều gì đó. Hãy cứ làm những việc đơn giản thật tốt để được trao cơ hội làm công việc phức tạp hơn. Bạn nên đặt mục tiêu tài chính đi sau và tích lũy kinh nghiệm là ưu tiên hàng đầu khi còn trẻ. Không có công việc nhàn nhã mà được trả hậu hĩnh. Trước đây tôi cũng rất sốt sắng khi vài năm đầu làm vị trí nhân viên nhân sự tại mạng di động Vietnam Mobile. Lương của tôi vẫn bèo bọt chỉ vài triệu đồng, trong khi bạn bè đã nhận được mức thù lao hậu hĩnh hơn nhiều vì liên tục chuyển việc. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết tâm ở lại học. Tôi biết rằng mình cần có trải nghiệm đủ chín để đạt được một vị trí cao hơn và mức lương hấp dẫn hơn. Vậy nên, sau nhiều lần định nghỉ việc, thì cuối cùng tôi vẫn ở lại công ty này hơn 5 năm để tích lũy kiến thức, chấp nhận, lùi một bước để tiến xa hơn. Với một sinh viên mới ra trường, việc hòa nhập với môi trường làm việc nhanh sẽ giúp bạn có được một ưu thế vô hình. Điều đó không có nghĩa là bạn phải làm mọi cách để lấy lòng hay gia nhập bè phái của bất kỳ một nhóm nào để có được sự cảm mến. Không nên thể hiện cái tôi quá lớn tại công sở, nhưng cũng không nên tự bắt mình giống bất kỳ ai hay tự hòa mình vào thứ văn hóa công sở không thực sự lành mạnh. Sự thân thiện, tận tâm, trung thực, biết hỗ trợ người khác lúc cần thiết và không tư lợi là yếu tố giúp bạn hòa nhập môi trường công sở nhanh nhất và tránh những thị phi ở chỗ này. Đôi khi, việc tránh thị phi công sở cũng khá khó khăn. Nếu bạn bị lôi vào một cách vô cớ, thì lời khuyên của tôi là hãy cẩn trọng trong bất kỳ phát ngôn nào. Khi cần phải giải quyết, hãy thể hiện tinh thần cầu thị, muốn mọi việc tốt hơn cho cả hai phía. Trước hết là ở phạm vi cá nhân, còn nếu thực sự không có tiến triển, có thể nhờ một bên thứ ba đáng tin tưởng để hỗ trợ. Nếu cần lời xin lỗi, hãy sử dụng đúng lúc, đừng quá trễ. Luôn xây dựng nguyên tắc làm việc của mình nơi công sở. Ví dụ, không nên cao ngạo, tự kiêu dù bạn có làm việc tốt đến đâu. Không thể hiện sự yêu thích, cảm mến, thân thiết thái quá thông qua hành động, lời nói nơi công sở vì nó sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tình cảm nơi công sở là thứ nên tránh, hoặc nếu không thể tránh thì hãy phân biệt việc công, việc tư, tránh thể hiện tình cảm tại nơi công sở. Có nhiều việc phải tự ý thức không nên thấy, không nên nghe, không nên nói. Tôi đã tự mình trải nghiệm hay chứng kiến những tình huống nhân viên bỏ việc vì không hòa nhập được với văn hóa của công ty. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, còn nhiều lý do khác khiến một người lựa chọn rời bỏ nơi mình đang gắn bó. Với chính bản thân tôi, mỗi thời điểm phải bỏ việc là cả một quá trình rất dài suy nghĩ để đấu tranh tư tưởng và tâm lý. Tôi luôn đặt ra những câu hỏi sau để tự trả lời cho mình nên tiếp tục hay thực sự phải bỏ việc. Nơi đó có còn mang lại niềm vui và niềm tự hào trong công việc không? Nơi đó có thực sự còn cơ hội để mình học hỏi, còn những người đồng nghiệp hay cấp trên tốt để học tập nữa không? Nơi đó tôi đã cố gắng tạo động lực, tự làm mới, refresh bản thân nhiều lần nhưng vẫn không thể nào gắng gượng để làm việc tốt nữa. Nơi đó còn có thể giúp tôi thực hiện được mục tiêu ngắn hay dài hạn của tôi nữa không? Tôi không đặt lý do tài chính là lý do lớn nhất khi cân nhắc bỏ việc ở bất kỳ công ty nào, và lời khuyên của tôi cho các bạn trẻ cũng vậy. Hãy trả lời những câu hỏi trên trước khi rời bất kỳ công ty nào. Hãy đặt lý do tài chính đi sau cùng để có được một sự lựa chọn thông minh nhất. Với những trải nghiệm đã chia sẻ ở trên, tôi hy vọng không làm bạn trẻ nào đang sắp bước vào môi trường làm việc công sở bị dọa cho sợ quá mà chạy mất dép.
Tôi tin rằng chỉ cần bạn chuẩn bị một cách thật chắc chắn qua các trải nghiệm từ thời sinh viên, từ tác phong làm việc cho tới các kỹ năng chuyên môn, lắng nghe kinh nghiệm xương máu từ người đi trước, thì bạn sẽ không phải quá ngỡ ngàng khi bước chân vào môi trường văn phòng phức tạp với đủ các mối quan hệ. Những trải nghiệm và ví dụ trên tôi nêu ra có thể không hoàn toàn đúng với mọi người bởi phong cách làm việc của từng cá nhân lại khác biệt. Thế nhưng, tùy vào hoàn cảnh trong môi trường công sở thì chúng ta nên tự biết biến hóa sao cho phù hợp. Chúc bạn tự tin khi lựa chọn con đường cho chính mình. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.